Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ở tầng thấp khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nên trời vẫn âm u, nhiều mây, mưa nhỏ kèm sương mù vẫn xuất hiện rải rác tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Vào ban ngày nhiệt độ cũng không tăng quá cao, phổ biến trong khoảng 23 đến 26 độ. Thêm vào đó thì rãnh gió tây ở mực 5.000 m được thiết lập trở lại nên mưa thì cũng đã xuất hiện ở các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La. Sau đó thì trong hôm nay sẽ lan dần sang các tỉnh thuộc vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc. Trong cơn dông, quý vị cũng cần đề phòng khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan kèm theo như dông sét và gió giật mạnh. Với các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong ngày hôm nay thời tiết nói chung là ít biến đổi do cũng chịu tác động của không khí lạnh suy yếu nên trời chuyển nhiều mây về đêm và sáng. Mưa nhỏ xuất hiện lác đác tại một vài nơi thuộc Thanh Hóa và Nghệ An. Nhiệt độ ban trưa tại khu vực này chỉ phổ biến ở mức 26 đến 28 độ, bầu không khí khá mát mẻ và dễ chịu. Nằm xa hơn về phía Nam, đến với khu vực Trung và Nam Trung Bộ, từ Quảng Bình xuôi vào đến Ninh Thuận và Bình Thuận, thời tiết tương đối tạnh giáo, mưa rào chỉ xảy ra vài nơi, ban ngày trời phổ biến có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay sẽ dao động trong khoảng 28 đến 33 độ. Riêng Bình Thuận thì sẽ tiếp tục có nắng nóng cục bộ xảy ra với nhiệt độ tăng cao và đạt ngưỡng 35 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên, vào hôm nay thì thời tiết vẫn mang đặc trưng của mùa khô, trời phổ biến không mưa và có nắng nhiều vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng 31 đến 33 độ. Riêng một vài nơi thì có thể đạt ngưỡng 34 độ. Nhìn chung là thời tiết tạnh giáo nên ủng hộ cho giao thông cũng như hoạt động dân sinh và du lịch diễn ra tại khu vực này. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nắng nóng vẫn xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh miền Đông. Tại một số nơi như là Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng 35 đến 36 độ. Theo nhận định thì thời tiết sẽ có tình trạng không mưa kéo dài nhiều ngày. Vì thế quý vị vẫn nên chủ động các biện pháp tiết kiệm, sử dụng hợp lý nguồn điện nước chung, tránh tình trạng quá tải vào giờ cao điểm. Tiếp nối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết cụ thể tại các thành phố lớn trên cả nước vào ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ kèm sương mù. Lúc sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 19 đến 20 độ. Vào ban ngày nền nhiệt cũng không tăng quá cao, chỉ ở ngưỡng 23 đến 24 độ. Với kiểu thời tiết có mưa như thế này thì quý vị khi lưu thông nên chú ý quan sát và hạn chế tốc độ để tránh các va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Với thành phố Hải Phòng trong hôm nay, thời tiết nói chung là ít biến động, cả ngày trời nhiều mây âm u, mưa nhỏ tập trung nhiều hơn vào đêm và sáng sớm, nền nhiệt lúc này thì cũng chỉ khoảng 18 cho tới 21 độ, trời lạnh. Và càng về trưa chiều thì tiết trời có phần ấm áp hơn, với mức nhiệt sẽ tăng dần lên ngưỡng 23 đến 24 độ. Với kiểu thời tiết mưa ẩm như vậy thì các vi khuẩn lây bệnh rất dễ lây lan, vì thế việc tăng cường các chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể là rất cần thiết. Với thành phố Đà Nẵng, trong ngày hôm nay thời tiết nói chung vẫn tiếp tục thuận lợi, trời phổ biến không mưa và có nắng vừa phải vào ban ngày. Nhiệt độ ban trưa sẽ trong ngưỡng 28 đến 29 độ. Thời tiết nói chung là khá thuận lợi cho giao thông cũng như các hoạt động hàng không tại sân bay Đà Nẵng. Ghé thăm thành phố Nha Trang, thời tiết nói chung có nắng vừa phải vào ban ngày, với nhiệt độ ban trưa chỉ khoảng 32 độ, bầu không khí dịu mát. Thời tiết khá thuận lợi cho quý vị tham quan khám phá du lịch. Còn về chiều tối và đêm thì trời cũng hầu như không có mưa, nền nhiệt sẽ hạ nhanh xuống mức 24 đến 26 độ, lý tưởng cho quý vị dạo chơi và khám phá vẻ đẹp của thành phố biển về đêm. Trong ngày hôm nay, nếu có dịp ghé qua thành phố ngàn hoa Đà Lạt xinh đẹp, quý vị sẽ dễ dàng bắt gặp kiểu thời tiết nắng ráo và không có mưa. Bầu không khí ban ngày khá dễ chịu với nhiệt độ ban trưa trong ngưỡng 24 đến 25 độ. Tuy nhiên càng về đêm thì trời sẽ chuyển rét với mức nhiệt chỉ còn khoảng 16 đến 18 độ. Vì thế quý vị vẫn nên chuẩn bị đầy đủ các trang phục giữ ấm trước khi đến với thành phố Đà Lạt. Nhưng nhìn chung là thời tiết tạnh giáo như vậy sẽ hoàn toàn ủng hộ cho các kế hoạch du lịch của quý vị trong hôm nay và một vài ngày tiếp đó. Dừng chân tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết vẫn tiếp tục chuỗi ngày không có mưa và có nắng khô vào thời điểm ban ngày. Nhiệt độ cao nhất thì có thể đạt ngưỡng 35 độ, tiết trời khá oi bức. Với kiểu thời tiết như thế này thì khi lưu thông, quý vị đừng quên trang bị cho mình những vật dụng chống nắng như là áo khoác, kính mát, khẩu trang để tránh tác hại của tia cực tím và bảo vệ tốt hơn cho sức khỏe của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.